một sự thật nhưng mà thô. Lý do đầu tiên mà con gái, phụ nữ nghĩ rằng bạn không thu hút thì đó là bạn không có tiền. Bây giờ pause video này nếu như các bạn cần, rồi các bạn chỉ mặc nguyên quần đùi, các bạn hãy ngắm nhìn body của mình trước gương. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video. Mình sẽ nói với các bạn 6 lý do khiến mọi cô gái nghĩ rằng bạn không hề thu hút. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một thông tin, đó là YouTube thì đã mở tính năng donate và có cái nút cảm ơn này. Nếu như các bạn yêu thích video của mình thì có thể donate để góp phần giúp cho sự phát triển của kênh nhé. Ok, và đầu tiên ấy, thì mình muốn kể cho các bạn câu chuyện về một thằng bạn khác của mình. Rồi gọi nó là Tuấn đi. Tuấn ấy thì là một người bạn học với mình từ cấp 1 luôn. Nó thì nó là cái thằng mà học dốt nhất lớp luôn. Mà nhà nó thì cũng là một gia đình cơ bản bình thường thôi, cũng không phải là giàu có. Bố mẹ nó ấy thì bán xôi, mà xôi nhà nó ngon lắm các bạn, sáng nào mình cũng ăn. Và nói thật, mình thì mình cũng không hề thấy cái thằng Tuấn nó đẹp trai một chút nào luôn. Mình cảm thấy nó cũng chả có tí gì là vui tính hết á. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái hồi mà lên cấp 3 ấy, thì cái thằng Tuấn đấy nó cực kỳ hút gái luôn. Nó kiểu dù phũ phàng thế nào con gái cũng theo đuổi nó ấy. Lúc ấy thì mình nghĩ là có thể mình quen nó từ quá lâu rồi nên là có thể là mình không cảm nhận được cái sự thu hút của nó. Nhưng mà không hiểu sao nhá, đúng là bạn gái của nó ấy thì toàn là những cái bạn rất là xinh này, lại còn học giỏi nữa. Và các bạn biết không, và có 3 kiểu đàn ông trên thế giới. Loại thứ nhất là loại thành công và thu hút. Và loại thứ hai là loại không có gì trong tay, không thành công và cũng không thu hút luôn. Và loại thứ ba đó chính là thằng Tuấn. Những cái người như thằng Tuấn không có nhà, không có xe, không có gì trong tay, nhưng mà lúc nào cũng vô cùng thu hút con gái. Mình tin rằng là những cái người trẻ như chúng ta ấy, thì rất là ít người thuộc cái loại một, bởi vì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn phát triển sự nghiệp mà. Nhưng mà bây giờ thì các bạn hãy đụng mũ bảo hiểm vào nhá, thắt dây an toàn, ngồi chắc chắn, bởi vì mình sẽ nói với các bạn 6 lý do mà hầu hết con gái nghĩ rằng bạn không hề thu hút. Lý do đầu tiên đương nhiên rồi, không có tiền và cũng không có mục tiêu. Một sự thật nhưng mà thô. Lý do đầu tiên mà con gái, phụ nữ nghĩ rằng bạn không thu hút thì đó là bạn không có tiền, bạn nghèo và bạn không có tham vọng. Và mình biết rằng là không phải ai trong chúng ta cũng giàu, chúng ta còn trẻ và chúng ta không phải ai cũng được đẻ ra ở vạch đích xuất phát trong một cái gia đình giàu có. Nhưng mà ok, mình muốn nói với các bạn rằng là các bạn cũng hoàn toàn vẫn có thể thu hút con gái mặc dù các bạn rỗng túi. Nhưng nhá, là bạn phải có tham vọng và bạn phải có cái mục tiêu của chính bản thân mình ở cái thời điểm đó. Chứ còn vừa nghèo lại vừa không có mục tiêu thì đúng là không thu hút được ai hết. Phụ nữ ấy mà thì họ cực kỳ không thích những cái người đàn ông đã nghèo nhưng mà lại còn cảm thấy ổn với cái tình trạng nghèo đấy của mình. Suốt ngày chỉ có đút tay túi quần này, đi chơi game này, hoặc là đi nhậu và ngồi bốc phét. Nhưng nếu bạn là một chàng trai nghèo nhưng mà bạn luôn luôn nỗ lực và bạn có tham vọng, có cái mục tiêu trong cuộc sống ấy, bạn có những cái kế hoạch rõ ràng và bạn chăm chỉ, bạn nỗ lực để bạn vươn lên, thì mình muốn nói với các bạn rằng là phụ nữ dù ở tuổi nào cũng thấy những người như vậy cực kỳ hấp dẫn và thu hút. Bởi vì bạn biết sao không, nó thú vị hơn rất nhiều. Và cô gái ấy muốn thấy bạn nỗ lực một cách điên cuồng để đạt được thành công. Và mình cũng từng có hẳn một video để nói về vấn đề này rồi đấy. Rồi chúng ta bước đến với điều thứ hai, đó chính là bạn không có cái gì bí ẩn cả. Bạn nghĩ xem, bạn có biết là bao nhiêu những cái nam chính trong những cái phim á, là người sói này, ma cà rồng này, điệp viên này. Bởi vì sao? Bởi vì họ có cái sự bí ẩn, thậm chí là một chút gì đó sự nguy hiểm nữa. Con gái mà thì thực sự bị thu hút bởi những cái chàng trai bí ẩn, những người ấy mà không cho họ biết 100% về bản thân, và những người sẽ có những cái mà khiến cho cô gái ấy luôn luôn tò mò, muốn tìm hiểu thêm, muốn biết thêm. Kể cả khi hai bạn đã hẹn hò lâu năm, 7-8 năm đi nữa, thì bạn luôn luôn cần một cái yếu tố gì đó, một chút gì đó bí ẩn để thu hút đối phương. Và những người con trai mà không có quá nhiều kinh nghiệm với phụ nữ ấy, thì họ làm điều ngược lại. Họ đánh mất hết cái sự bí ẩn của bản thân mình bằng việc là kể cho cô gái ấy mọi thứ, thậm chí là cả những cái điều vô cùng nhạt nhẽo hàng ngày của họ. Khi mà cô gái nhắn tin rằng là ngày hôm nay của anh thế nào, thì cái người con trai nhạt nhẽo và chẳng có gì hấp dẫn ấy sẽ trả lời cho cô gái ấy thời gian biểu từ 8 giờ sáng cho đến tối. Nói thật chẳng ai muốn nghe cả. Nên là hãy luôn nhớ là bạn hãy luôn luôn có một chút gì đó bí ẩn nhá. Rồi, tiếp đến điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là bạn suy nghĩ quá nhiều, kiểu overthinking ấy. Khi mà bạn quá ngại ngùng khi ở cạnh một ai đó ấy, thì có một cái nghiên cứu cho rằng là bạn sẽ bị overthink. Bạn sẽ nghĩ là bây giờ phải nói cái gì cho nó thú vị, rồi giờ đã nên bắt đầu nắm tay chưa. Và tất cả những cái điều đấy ấy, thì khiến cho bạn không thể nào mà tập trung được ở hiện tại. Và thực tế nhá, rất là khó để thích một chàng trai như thế. Tưởng tượng xem, khi mà cô gái đang nói chuyện với bạn, đang nói những cái câu chuyện rất là đời thường, nhưng mà lúc ấy cái não của bạn đang kiểu bận suy nghĩ xem là bạn nên nói gì, bạn nên làm gì tiếp theo. Và lúc này mặt bạn đơ ra như kiểu đang AFK ấy. Và dù chỉ là những cái câu hỏi rất là bình thường thôi, nhưng mà do bạn suy nghĩ quá nhiều này, rồi do bạn mải nghĩ quá, bạn cũng không kịp lắng nghe kỹ những cái gì mà cô gái ấy nói. Và rất có thể lúc này sẽ là lúc mà bạn sẽ phát ra những cái câu nghe nó rất là ba chấm, nghe nó rất là kiểu mất hứng này. Và một vấn đề nữa ấy, con gái mà nó nhạy cảm lắm, nó sẽ nhận ra ngay có một cái điều gì đó kỳ lạ ở bạn. Và đương nhiên nó sẽ cảm thấy không thoải mái và nó sẽ hạn chế nói chuyện với bạn. Cái này là mình chắc chắn luôn. Điều thứ tư mà mình muốn nói với các bạn đó chính là cái nết của bạn. Cái này ấy, thì nghe có vẻ khá là chung chung và có thể dễ gây nên những cái tranh cãi. Vì đúng là trong cuộc sống ấy, có những người có cái nết rất là tệ, nhưng mà họ vẫn có người yêu. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình cảm thấy nó vẫn đúng một cái phần nào đó, nên là mình vẫn liệt kê ở đây. Hồi đi học ấy, thì lớp mình có một thằng nó học rất là giỏi, nó cũng kiểu cao giáo rồi là giỏi thể thao, nhà nó cũng cực kỳ có điều kiện luôn. Và cứ tưởng là đấy sẽ là những cái tiêu chuẩn để cho tất cả con gái trong lớp mình đều thích nó rồi. Nhưng mà nhá, các bạn biết không, tất cả con gái trong lớp mình 100% luôn đều không thích cái thằng đấy. Thậm chí là còn ghét luôn chứ không phải là thích. Lý do ấy, bởi vì là khi mà nói chuyện ấy thì cậu bạn này rất hay kiểu cố tình ngồi rất là sát vào các bạn gái này, hay là có những cái động tác như đặt tay lên đùi người ta khi mà chưa được cho phép này. Ok, có thể là bạn đấy không hề có ý xấu, nhưng mà chẳng có một đứa con gái nào lại thích một chàng trai mà cứ có những cái hành động kỳ quặc như vậy. Tiếp theo, lý do thứ 5 mà mình muốn nói với các bạn đó chính là ngoại hình của bạn. Thêm một niềm đau nữa này. Có thể là lý do mà người ta không thấy bạn hấp dẫn ấy, là do ngoại hình của bạn và cái body của bạn trông thế nào. Nhưng mà cái đó là cái mà bạn có thể kiểm soát được nhá. Kiểu bạn có cơ bắp không này, bạn có săn chắc không, rồi phần trăm mỡ trong cơ thể bạn là bao nhiêu. Ví dụ như mình thì mình cũng không phải là quá thích những cái chàng trai mà cơ bắp đâu, không hề luôn nhá. Nhưng mà cái tiêu chí của mình này, mình cũng thích những cái người mà săn chắc, không quá gầy mà cũng không quá béo, chứ không phải là một cái bụng núng nính và một cái bắp tay lỏng lẻo. Bây giờ pause video này nếu như các bạn cần, rồi các bạn chỉ mặc nguyên quần đùi thôi, các bạn hãy ngắm nhìn body của mình trước gương và tự hỏi mình rằng là liệu cái body này, cái cơ thể này có phải là một cái body mà có thể thu hút con gái và khiến cho con gái thích bạn hay không? Liệu rằng đây có phải là một cái body mà bản thân bạn thấy đẹp, hay là con gái nhìn vào sẽ thấy đẹp hay không? Rồi liệu rằng đây có phải là một cái body mà hay được nhắc đến trong những phim ngôn tình hay là trong chuyện ngôn tình mà các chị em thường up lên mạng và nói là lem không? Hay là một cái body mà dù bạn có cởi trần đi ra đường ấy thì cũng không ai thèm nhìn? Bây giờ bạn tự đặt câu hỏi này đi, và mình tin chắc rằng có tới 80% câu trả lời sẽ là không. Ok, chúng ta có thể ngồi đây và tự tặc lưỡi rằng là ôi, đàn ông con trai thì ngoại hình quan trọng gì. Nhưng mà bạn có thể thay đổi ngoại hình của mình mà, có thể quản lý bản thân tốt hơn, chịu khó, tập luyện tăng lượng cơ này, giảm lượng mỡ thừa đi. Có một sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận, đó là hiện nay ấy, thì càng ngày người ta càng quan trọng cái vấn đề ngoại hình, và càng quan trọng cái vấn đề là có một body đẹp, có một cái cơ thể săn chắc. Nói thật là những cái người mà có 6 múi ấy, thì chắc chắn là họ cũng đã phải đổ rất là nhiều mồ hôi, cũng phải bỏ rất là nhiều công sức để tập luyện, để ăn uống điều độ thì mới có thể có được như thế. Nên là nếu không thể đập mặt đi xây lại thì bây giờ nhấc mông lên và đi tập thể dục đi nào. Ngay lập tức hãy đăng ký một phòng tập gym, hoặc là dừng video này lại và chống đẩy 50 cái. Mình tin là bạn có thể làm được. Ok, và trong trường hợp bạn quá là béo đi và bạn cần một sản phẩm hỗ trợ ấy, thì bạn có thể sử dụng Coffee Idol Slim nhá. Đây ấy thì là một sản phẩm mà bản thân mình đã sử dụng và đã giảm cân thành công, và cũng có rất là nhiều bạn đã sử dụng, mình để feedback ở đây. Nếu như các bạn quan tâm ấy thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình, phuongthao.zoe. Hãy nhớ một điều rằng là ngoại hình ấy nó cũng có sức nặng rất là lớn, nó có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống. Rồi chúng ta đến với điều thứ 6, cũng là điều cuối cùng, đó chính là bạn thể hiện ra rằng là bạn đang vã quá rồi. Mình thấy cái lý do cuối cùng này cũng là một cái lý do tệ nhất ấy, mà khiến con gái nghĩ rằng bạn không thu hút. Và mình thấy cái điều này xảy ra với khá là nhiều những cái chàng trai trẻ, đó là kiểu bạn quá là bám vào họ ấy. Bạn có những cái hành động của những chàng trai mà nghĩ rằng là bạn không có quá nhiều sự lựa chọn. Cái này thì nó hầu hết nó dành cho tất cả chúng ta. Khi nghe đến đây thì bạn nghĩ rằng là chắc cái này chừa mình ra, mình không phải là người như vậy đâu. Nhưng mà không hề nhá, mình đang nói với tất cả những anh em đang xem video này. Phần lớn ấy thì con trai sẽ cảm thấy không được đầy đủ về nhu cầu yêu đương. Cái này thì không thể trách các bạn được, bởi vì nó là một trong những cái phần nhu cầu cơ bản của con người rồi. Nó chỉ sau thức ăn và nước uống thôi. Thế nhưng nếu như mà bạn thể hiện ra rằng là bạn rất là thiếu thốn về tình yêu thì sao? Thì lúc này bạn sẽ không nhận được tình yêu của cô gái ấy. Bởi vì con gái mà không bị thu hút vào những chàng trai mà có vẻ thiếu thốn tình yêu. Bạn thể hiện vã bằng cái việc là bạn rep tin nhắn người ta vừa dài vừa nhanh này, xong rồi là bạn hủy hết tất cả mọi lịch trình của bạn, dù nó quan trọng đến đâu. Nếu như mà cô gái đó gọi bạn, bạn mua cho cô gái này quá nhiều món quà đắt tiền, dù rằng nó không phù hợp với tài chính của bạn, dù rằng bạn không quá giàu. Và con gái mà, họ biết vị trí của họ ở đâu đấy. Nếu như mà họ cảm nhận được rằng là bạn đang dành hết tất cả mọi thứ bạn có để tán họ, đối với bạn họ là số 1, bạn đội họ lên đầu ấy, thì cái mối quan hệ lúc này nó sẽ trở nên không cân bằng. Và con gái ấy, nó rất biết bám vào cái điều đấy để khiến cho bạn khổ thêm thôi. Và hiện nay ấy, thì tiêu chuẩn của các con gái ngày càng cao ấy. Và nếu như bạn nhắn tin cho họ, họ không rep bạn, xong bạn lại càng thể hiện cái sự vã của bạn ấy. Ok, mình biết rằng là cái video này ấy thì khá là tổn thương, khi mà chúng ta nhận ra rằng là chúng ta không hề thu hút. Nhưng mà vấn đề rằng là cái sự hấp dẫn của bạn ấy thì bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Cái thằng Tuấn bạn mình ấy là một nhân chứng sống. Mặc dù trong cái trí nhớ của mình thì nó là một thằng vừa xàm vừa nghịch lại còn vừa học dốt nữa. Nhưng mà thật sự phải công nhận nó đang là một thằng rất là thu hút con gái. Và tất cả những cái sự thu hút đó chính là nhờ nó có thể thay đổi bản thân. Nên là mình hy vọng sau khi xem xong video này thì các bạn cũng có thể làm được nhá. Ok, như vậy là video ngày hôm nay đến đây là hết. Có một điều muốn thông báo với các bạn, đó là YouTube đã mở chức năng donate. Nếu như các bạn thấy video, nội dung của mình hay và yêu thích nó thì có thể nhấn vào nút cảm ơn để có thể donate ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình, Trần Minh Phương Thảo, và Insta của mình, phuongthao.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!